Xin chào các bác, trở lại với channel của Thủy Chiến. Hôm nay tôi sẽ dẫn các bác đến một cái trung tâm hội nghị sự kiện Trường Lộc thuộc huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ở đây thuộc địa bàn của xã Nghi Trường. Ở đây thì có rất là nhiều cây cảnh quý, nhưng mà đặc biệt clip này thì em dành riêng về những cây hoa giấy ở trong cái trung tâm sự kiện này các bác nhé. Rộng lắm, mặt tiền gần cả 100 mét mà các bác. Trung tâm sự kiện này thì mới được xây dựng. Các bác còn nhớ cái cây hoa giấy 20 triệu này nữa không? Đây này, khung hình của nó đây này. Chúng ta cùng vào trong để xem nhé. Ở đây thì có rất là nhiều hoa giấy các bác ạ. Có những cái màu riêng biệt. Những cây hoa giấy có màu hoa quý thì được anh Hùng ở đây sưu tầm về rất là nhiều. Đây là một cây tím Huế các bác này. Nó cao quá thì tôi phải đứng xa tôi lấy tổng bóng, rồi tí nữa vào tôi quay kỹ hơn. Ở đây các bác đến đây thì có thể là đặt tiệc cưới này. Thích bác nào cưới vợ, cưới hoặc là chị nào cưới chồng thì đến đây nhé. Rồi ở đây thì chúng ta vừa ăn sáng cũng có, rồi là cà phê, vừa ngắm cây thư giãn. Buổi chiều thì có bia, bia và các đồ nướng ở cái khu vực này và cái khu vực ở trên này các bác này. Đấy, tôi cũng khái quát qua tí cho các bác biết thế thôi. Nhưng mà đặc biệt đến đây chúng ta những người yêu thích cây cảnh, yêu thích sinh vật cảnh thì đến đây thì sẽ được ngắm cây cảnh nhiều hơn. Đây là dòng tím Huế nhưng mà là dòng tím Văn Lâu các bác nhé. Anh Hùng thì đang cắt cây ở trong kia kìa, anh chủ nhà đấy. Thân lắc rất là đẹp. Ở bên kia thì được trồng thêm một cây sắc pháo nữa để cho nó gác cổng, vì là trung tâm sự kiện cho nên là cần bóng mát và cần nhiều hoa. Nhưng đây, cái tím Văn Lâu này là một trong những cái cây mà hiện nay là cũng là cây quý của Nghệ An các bác này. Cây này lần trước được anh Hùng mua về đây với giá gần 40 triệu. Hoành thân của nó phải là trên 50. Cây cành bay lắc đẹp. Đây là một cây giấy màu trắng. Ở trong này, phía trong này thì cà phê và ăn sáng các bác nhé. Và một cây ổi giáng bay. Phía trong kia thì một cây xanh cổ thụ. Đây một cây khế cũng giáng bay rất là đẹp các bác này. Đặc biệt là cái bộ cành. Bộ cành thì uốn lượn khúc khuỷu, rất là bắt mắt. Đây là một cây tím Huế. Và kia là cây Ngọc Anh. Cùng một cây mẫu đơn to. Tôi phải đứng xa để tôi lấy tổng bóng, chứ thực ra ở ngoài nó rất là to các bác nhá. Cây tím Huế này thì cực kỳ quý này. Ông chủ thì đang cắt cây phi lao. Cây tím Huế này thì hoành thân rơi vào tầm độ gần 70. Thân thì lắc rất là đẹp này. Để tìm được một cây tím Huế như thế này là cũng rất là khó. Tôi đi tìm rất là nhiều nhưng mà khó lắm các bác ạ. Nhưng mà các bác không cẩn thận là tìm vào tím Huế này nhưng mà dòng đưa ở bên Lào hoặc Campuchia về nhá. Là những cái dòng đấy thì nó cái thân gỗ nó nhìn đặc hơn các bác ạ, nhưng mà nó kém hơn, hoa nó nhạt hơn. Cùng là một dòng cây như nhau, dòng lá và cây da như nhau, nhưng mà nó nhạt hơn, với lại nhìn thân gỗ nó cứng hơn. Cây này là cây thuần Việt rồi.
Ở phía trên này cực kỳ đẹp luôn này. Tím Huế thì được cái thì nó lâu tàn, hàng tháng nó mới tàn các bác ạ. Cây này tay hoành bay phải rơi vào tầm độ 3 mét đấy. Cây này lần trước lấy về nhiều tiền không anh nhỉ? À, cây này lần trước anh mua 30 triệu, quá rẻ. Bây giờ nó lại khác nhiều rồi. Riêng đặc biệt cái dòng tím Huế này, cái giá trị của nó sẽ cao hơn so với các loại dòng hoa giấy khác các bác nhé. Tùng La Hán, và đây là cái lối vào trung tâm sự kiện tổ chức tiệc cưới. Bác nào muốn cưới vợ thì vào đây, cưới chồng cũng vào đây. Một cặp dáng tùng rất là đẹp, đặt ngay đường lên cổng ra vào. Và đây là một cây trứng gà, cây sung, rất là nhiều cây. Tiếp tục cây hoa giấy hai màu các bác này. Cái khế lúc nãy chúng ta nhìn thấy các bác, đây là cái đài phun nước của trung tâm sự kiện. Một cây ổi có dáng phù thể rất là đẹp. Những đôi tình nhân nào đến đây làm đám cưới ở cái khu vực trung tâm sự kiện này quá đẹp, view đẹp lắm các bác ạ. Có đủ mọi cái góc cạnh để cho các bác chụp hình ở cái trung tâm tiệc cưới này, rất là lớn. Đài phun nước đã bật lên đấy rồi các bác nhé. Nước nó phun lên cao tầm 3 mét đấy. Đây là lối dẫn vào ở trong trung tâm tiệc cưới này. Tôi vào tôi quét qua cho các bác xem một tí thôi. Và mục đích của chúng ta là xem cây ở đây. Rất là đẹp. Đây là sảnh chính của sân khấu các bác nhé. Được trải thảm đỏ rất là đẹp. Thực ra bây giờ nếu mà cưới xin thì đi ra những cái trung tâm sự kiện thế này thì nó khỏe hơn rất là nhiều. Đỡ cầu kỳ, đỡ suy nghĩ về những cái thứ. Ví dụ như chúng ta tổ chức tại nhà thì tốn kém rất là nhiều, nhờ người nọ người kia, nhưng ra đây khoán một cái là xong luôn. Các bàn tiệc đã được đặt sẵn luôn các bác này. Chỗ này, cái sảnh này thì phải hàng trăm chỗ ngồi và còn ở trên tầng nữa các bác nhé. Trên kia thì tôi không lên đâu. Quá là lớn các bác ạ. Đẹp. Đây là lối sảnh lên tầng trên của trung tâm tiệc cưới. Buổi chiều ngồi uống bia ở đây thì cực kỳ mát các bác này. Cái khu vực này là khu vực bán bia này. Mỗi ô như thế là một cái bàn để ngồi uống bia. Đấy, và đồ nướng buổi chiều thì bàn ghế còn trưng bày ra phía bên này nữa. Các bác có còn nhận ra được cây hoa giấy 20 triệu này nữa hay không? Cây hai màu mà lần trước em chở nguyên cả cây về trồng cho anh Hùng đấy. Hôm nay quá đỉnh, quá đẹp rồi. Những cành không cần thiết đã được lọc ra. Bây giờ chỉ toàn hoa thôi các bác nhé. Bữa nay thì được dàn thêm khung hàn cho nó thêm được trang trọng hơn. Và nó đẹp hơn rất là nhiều. Đây là cái dàn khung và dàn hoa. Bữa nay thì hình như là không thấy lá nữa các bác. Chỉ có một vài cái chồi non nó chuẩn bị ra thôi. Và nó lún phún thôi. Nhưng mà tất cả đều là hoa luôn. Nói chung là cái cây hoa giấy mà lúc mà trồng kiểu, tức là trồng luôn cả tất cả toàn bộ như thế này ấy, thì đòi hỏi kinh nghiệm cũng phải là có cái chút kinh nghiệm riêng về cách trồng cây. Chứ không cũng khó mà ra được một cái dàn như thế này lắm các bác ạ. Hoặc là nó bỏ cành hoặc
với nó chậm phát triển, nó phát triển nó kém. Thực ra hôm nay tôi đến đây tôi kiểm tra về cái cây này là vì sau 2 tháng trồng xem nó phát triển thế nào, nó có bị bỏ gạch nào không. Nhưng vừa rồi cũng được anh Hùng anh dàn cái hàn cái khung dàn này lên, với lại lên có một số gạch không đáng kể thì anh đã lọc đi rồi. Bây giờ nhìn nó hợp lý rất là nhiều. Tay cành thì nó cũng bay bổng, nó gọn cây. Nó thực ra nó vào cái không gian này, không gian lớn nó phù hợp. Tiện đây thì tôi có thể tôi nói với các bác thế này, vì các bác cũng muốn chia sẻ về cái cách nhận biết hoa và cái dòng hoa giấy nào thì hiện nay đang được xếp vào cái dòng hoa giấy đắt tiền không, thì các bác cứ để lại comment thì tôi sẽ trả lời và tôi làm luôn một cái clip hướng dẫn và nói rõ về từng dòng hoa một để cho các bác đỡ mua nhầm cây nhé. Nếu mà được như thế thì các bác cứ comment lại đi, để chỉ cần mấy người comment góp ý kiến vào đấy thì tôi sẽ làm một cái clip riêng biệt về cái cách trồng này, cũng như về nhận biết các cái màu hoa này và màu hoa giấy thời điểm nào nó đẹp nhất này, thì tôi sẽ chia sẻ vào một cái clip riêng. Hôm nay tôi đến đây vừa gửi đến cho các bác một số hình ảnh độc đáo về một cái trung tâm sự kiện toàn hoa giấy các bác ạ, của anh Hùng ở trung tâm tiệc cưới Trường Lộc. Đến đây em cũng xin được kết thúc luôn các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo. View rất là đẹp.